Anh ạ, em thấy ở trên đời này cái loại đàn bà là cái loại khó tin nhất. Ừ. Em yêu một lúc 10 con, thế nhưng mà đều bị 10 con nó cắm sừng. Có đau không đại ca? Không được tin nó. Chả có thứ gì đàn bà. Ở cái thời buổi bây giờ, đàn ông cũng thế. Đúng là tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. Muốn biết tình cảm chân thành như thế nào, cứ vào Tam Quốc Liệt Truyện. Ở đó anh em sống chết cùng nhau trong từng trận đấu, hòa nước sông chén rượu vẫn còn say. Thật đúng là chỉ có các nguyên tổ mới mang đến cho nhau hạnh phúc nào được. Cướp vào thành bị chiếm rồi anh ạ. Đánh Tam Quốc Liệt Truyện, công thành xưng bá, đam mê bất diệt. Tam Quốc Liệt Truyện, Phụng Thiên Mệnh, Định Giang Sơn.